Bệnh nhân xếp hàng chờ khám hậu Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh. Cầu kính rồng mây bị nứt, du khách không khỏi lo lắng. Giá hoa hồng Đà Lạt tăng kỷ lục trước ngày Valentine. Xuất hiện biển báo lạ giữa ngã tư cửa ngõ thành phố Hồ Chí Minh. Công viên đầy mannequin treo lơ lửng như phim kinh dị. Hải Vân xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang quay trở lại với bản tin YouTube của Sài Gòn TV. Vừa rồi là những thông tin chi tiết sẽ có trong chương trình ngày hôm nay, thứ Bảy, ngày 12 tháng 2. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin chi tiết. Sau Tết Nguyên Đán, nhiều địa phương cho phép nhiều hoạt động kinh doanh, dịch vụ mở cửa trở lại nhằm kích cầu kinh tế, thu hút đầu tư. Đà Nẵng là một trong những địa phương tích cực mở lại các hoạt động liên quan ngành du lịch. Địa phương này mới đây cũng đã cho cầu rồng phun lửa, nước hoạt động trở lại. Cầu rồng, một trong những biểu tượng của Đà Nẵng, ngày hôm nay đã phun lửa, chào đón sự trở lại của du khách trong mùa du lịch mới. Cùng với hoạt động của cầu rồng, một số hoạt động như spa, massage, karaoke cũng đã được mở cửa trở lại để phục vụ và thu hút khách du lịch. Với thông điệp nổi tiếng, thành phố đáng sống, hy vọng rằng trong năm 2022, ngành du lịch nói riêng và thành phố Đà Nẵng nói chung sẽ trở lại như trước đây. Mặc dù chính quyền địa phương đã đề xuất cho mở cửa chùa Hương vào ngày 16 tháng 2 và được Hà Nội đồng ý, tuy nhiên sáng ngày 11 tháng 2, khu di tích này bất ngờ bán vé, đón khách trở lại sớm hơn dự kiến. Hàng ngàn du khách đã xếp hàng để mua vé đến chùa Hương ngay trong ngày mở cửa trở lại. Lý giải về điều này, Ban Quản lý Khu Di tích Thắng Cảnh Hương Sơn, Chùa Hương, huyện Mỹ Đức, Hà Nội cho rằng không muốn đoàn khách nào đến Chùa Hương phải ngậm ngùi quay về. Chính vì vậy, các tiểu bang đã ra quân từ 5 giờ ngày 11 tháng 2 để hướng dẫn người dân tiếp đón du khách đến với Chùa Hương. Trước đó, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, khu di tích Thắng Cảnh Hương Sơn phải đóng cửa để phòng dịch. Ngày 8 tháng 2, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã đồng ý về việc cho mở cửa đón khách nhưng phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 đúng hướng dẫn của Trung ương và thành phố Hà Nội. Những ngày sau Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022, do nhu cầu làm các loại giấy tờ để xuất ngoại tăng cao, người dân Nghệ An đã phải xếp hàng dài chờ đến lượt. Theo thống kê của Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Nghệ An, trong những ngày làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, số lượng công dân tới nộp hồ sơ, thủ tục để xuất ngoại tăng cao. Bình quân mỗi ngày có hàng ngàn người dân đến đăng ký làm các thủ tục, đề nghị cấp hộ chiếu, giấy thông hành, đăng ký chuyển hộ chiếu về nơi cư trú qua dịch vụ bưu chính. Mặc dù rất đông nhưng dưới sự hướng dẫn của các cán bộ chiến sĩ công an, người dân xếp hàng trật tự, nghiêm túc, không có cảnh chen lấn, xô đẩy. Để phục vụ nhu cầu của người dân, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Nghệ An đã bố trí 9 tổ công tác để hướng dẫn và phục vụ người dân có nhu cầu làm hộ chiếu, giấy thông hành. Thưa quý vị, sau làn sóng bùng phát dịch Covid-19 hồi tháng 7 đến tháng 10 năm 2021, tình trạng F0 khỏi bệnh gặp các vấn đề Covid-19 kéo dài tăng cao. Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh mới đây cho biết, mỗi ngày tiếp nhận khoảng 200 bệnh nhân đến khám và điều trị di chứng hậu Covid-19. Theo ghi nhận, sáng 11 tháng 2, hàng chục bệnh nhân xếp hàng chờ khám di chứng hậu Covid-19. Chỉ trong vòng một tháng qua, bệnh viện đã tiếp nhận trên 4.000 người đến khám, điều trị hậu Covid-19. Các bệnh nhân đến đây thường có các triệu chứng, mệt mỏi, khó thở, mất ngủ, rụng tóc, hồi hộp. Bệnh nhân đến khám sẽ được bác sĩ chẩn đoán và điều trị theo triệu chứng. Nếu bệnh nặng cần can thiệp chuyên khoa sâu hơn, sẽ được gửi đi các khoa để tiếp tục điều trị. Các chuyên gia trong nước và thế giới cũng nhìn nhận hậu Covid-19 là vấn đề thực tế của xã hội sau đại dịch. Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện một bài viết tố chủ đàn chó ở Cà Mau đã tiêu sạch số tiền 120 triệu đồng do nhà hảo tâm quyên góp, thậm chí còn ngửa tay xin thêm. Lời tố này khiến cộng đồng mạng bức xúc, nhiều người cho rằng chủ đàn chó đang lợi dụng lòng thương hại của người yêu động vật. Trước sự việc này, ông Hùng cho biết vợ chồng ông đã mua một đàn chó mới 15 con, trong đó có con mua với giá 2 triệu, 3 triệu. Theo lý giải của ông, mỗi ngày đàn chó ăn hết 500.000 đồng. Tuy nhiên, một số người thắc mắc rằng nếu như vậy thì chỉ hết 60 triệu trong 4 tháng, về số tiền 60 triệu còn lại đâu. Cũng từ khi nhận hỗ trợ, ông Hùng cũng nói là ông bị thất nghiệp 4 tháng nay và sử dụng tiền của Mạnh Thường Quân để trang trải cuộc sống. Được biết, sau kỳ nghỉ Tết ngày 11 tháng 2, hai vợ chồng ông Hùng lại tiếp tục trở lại huyện Đức Hòa, Long An để đi làm phụ hồ. Ông mong sẽ có nhiều việc hơn để đàn chó không bị đói. Nếu dư giả, ông sẽ mua thêm chó hoặc nhận nuôi những con chó bị bỏ rơi. Cận ngày lễ Valentine 14 tháng 2, thị trường hoa tươi ở thành phố Hồ Chí Minh đã tăng kỷ lục, đặc biệt là hoa hồng Đà Lạt tăng gấp 3 đến 4 lần so với ngày thường.
Theo các chủ cửa hàng hoa tươi tại chợ Hoa Hồ Thị Kỷ, giá hoa hồng Đà Lạt tăng gấp 3-4 lần so với ngày thường. Hiện giá hoa hồng Đà Lạt bán lẻ tại chợ dao động từ 20-25.000 đồng một bông, trong khi ngày thường giá chỉ khoảng 5-7.000 đồng một bông. Đại diện cửa hàng hoa Thủy Mộc tại chợ Hoa Hồ Thị Kỷ cho biết, giá hoa hồng Đà Lạt năm nay cao kỷ lục trong vòng 3 năm trở lại đây. Một bó hoa ngày thường giá khoảng 300.000 đồng thì giờ lên tới 500.000 đồng một bó. Đại diện cửa hàng này cũng cho biết tùy từng màu sắc mẫu mã mà hồng Đà Lạt được bán với giá thành khác nhau. Nguyên nhân do nhiều nhà vườn Đà Lạt giảm diện tích gieo trồng nên lượng hoa khan hiếm, thiếu nhiều. Cùng với đó, giá hoa đang cao hơn so với ngày thường từ 3-4 lần. Ngày 11 tháng 2, người dân di chuyển trên đường Trường Chinh đoạn qua ngã tư giao đường Tân Kỳ Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh không khỏi bất ngờ bởi hai biển báo lạ với dòng chữ "Chúc bác tài thượng lộ bình an" cùng với hai cái chông chóng xinh xắn. Chiếc biển báo lạ xuất hiện giữa ngã tư cửa ngõ thành phố Hồ Chí Minh khiến nhiều tài xế cảm kích. Ghi nhận, hai biển báo này được làm bằng giấy với khổ 40x60cm với nội dung tuyên truyền giao thông ô tô không được phép rẽ trái vào đường Tân Kỳ Tân Quý khi lưu thông trên đường Trường Chinh, khung giờ từ 6 giờ đến 22 giờ. Phía dưới tấm bảng này có thêm một tấm khổ 40x60cm đặt nằm ngang, in thêm dòng chữ màu đen tô đậm: "Chúc bác tài thương lộ bình an". Cả hai tấm bảng này được ép nhựa, buộc cố định vào một thanh gỗ và gắn chặt vào phần giải phân cách cứng giữa đường Trường Chinh. Phía trên biển báo còn gắn thêm hai cái chông chóng xinh xắn. Theo một người dân ở khu vực này, các phương tiện ô tô chạy trên đường Trường Chinh theo hai chiều. Khi đến ngã tư Tân Kỳ Tân Quý không được phép rẽ trái, nhiều tài xế không biết có nắm được quy định này không, nhưng thường ngày rất nhiều trường hợp rẽ và bị cảnh sát giao thông xử phạt. Thấy bất cập, người dân đã tự in và lắp đặt biển báo này giúp tài xế, nhất là những lái xe mới, người ở tỉnh lên biết quy định và khỏi bị phạt. Kể từ sau khi khai trương, cây cầu kính nằm ở vị trí cổng trời thuộc đỉnh đèo Ô Quy Hồ, địa phận huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, đã trở thành điểm đến nổi tiếng được khách du lịch yêu thích. Hầu hết mọi người đều bị choáng ngợp trước độ cao 2.200m so với mực nước biển và dài 60m của cây cầu này. Tuy nhiên, vừa mới đây, cây cầu kính cao nhất Việt Nam này lại xuất hiện những hình ảnh nứt vỡ khiến dân tình không khỏi xôn xao. Được biết đoạn clip trên được một cặp vợ chồng đi du lịch ghi lại. Theo chia sẻ ban đầu, họ còn cho rằng đây là hiệu ứng nứt vỡ như ở cầu kính tại một số nơi nhằm tạo thêm độ gay cấn cho trải nghiệm. Thế nhưng sau một hồi kiểm tra thì cặp vợ chồng này phát hiện đó là nứt vỡ thật. Cặp đôi sợ hãi cảnh báo mọi người nên cẩn thận và chú ý khi đến đây. Phần nứt vỡ này chỉ nằm ở một ô kính nhỏ, ở thời điểm quay clip vẫn chưa xảy ra nguy hiểm gì. Tuy nhiên, nhiều người lo sợ rằng nếu không được thay thế ngay thì có thể gây nguy hiểm cho du khách, nhất là khi bước chân quá mạnh vào ô kính nứt vỡ này. Ngay sau đây là câu chuyện khó tin nhưng có thật. Một người phụ nữ mắc bệnh lạ khiến cơ thể dị ứng với chính đứa con của mình, cứ lại gần con là người nổi mụn. Fiona Hawker, 32 tuổi, đến từ Hampshire, Anh, mang thai đứa con thứ hai vào đầu năm 2021. Lần đầu tiên cô nhận thấy những vùng ngứa đỏ trên bụng khi cô mang thai được 31 tuần. Thời gian trôi qua, tình trạng dị ứng ngày càng trầm trọng hơn. Người phụ nữ phát hiện ra mình bị dị ứng với chính đứa con của mình, tình trạng hiếm gặp ảnh hưởng 1 trong 50.000 người. Sau khi sinh, tình trạng dị ứng trở nên nặng hơn. Fiona Hawker bị nổi mụn nước và các mảng ngứa đỏ trên bụng, phát ban trên ngực, tay và chân. Về cơ bản, ở mọi nơi cô tiếp xúc với đứa trẻ. Cô đến bác sĩ da liễu xin tư vấn và được hướng dẫn sử dụng thuốc có chứa steroid mạnh để uống cũng như bôi ngoài da. Đến nay, Hawker vẫn không rõ tại sao mình lại mắc chứng rối loạn này. Sau 6 tháng, cô không sử dụng thuốc hàng ngày nữa, tình trạng đã dần được cải thiện. Cuối cùng, Hawker có thể gắn bó với con trai của mình mà không phải trải qua nỗi đau đớn tột cùng. Mỗi ngày khi mặt trời khuất bóng, người dân sống ở xung quanh công viên núi Daemo thuộc phường Arwon, quận Gangnam, Seoul, Hàn Quốc lại không dám đi ngang công viên này. Nguyên nhân là do sự tồn tại của hơn 30 con mannequin mặc hanbok được treo lủng lẳng trên cây. Có chỗ thì chỉ treo mỗi đầu và bôi đầy sơn đỏ trong công viên. Vậy nguồn cơn của cảnh tượng hệt như trong phim kinh dị này là gì? Mời quý vị cùng theo dõi câu trả lời ngay sau đây nhé! Được biết, mảnh đất này được chỉ định làm khu vực công viên thiên nhiên đô thị, tức là đất tư nhưng chủ đất không có quyền phá rừng, xây dựng công trình hay chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Vai trò của nó nhằm bảo vệ môi trường tự nhiên của thành phố và tạo ra không gian nghỉ ngơi thư giãn cho người dân. Dù biết điều đó, nhưng vào năm 2013, ông Cheon Hang-yong, 49 tuổi, vẫn bỏ ra 1 tỷ won, gần 19 tỷ đồng và kêu gọi thêm 500 nhà đầu tư để mua món bất động sản nằm giữa quận Gangnam này. Ý định của ông là chờ đợi đến khi hết thời hạn bị chỉ định làm công viên thì mảnh đất sẽ trở thành một món đầu tư béo bở.
Tuy nhiên, trớ trêu thay, vào tháng 6 năm 2020, thời hạn chỉ định này lại bị chính quyền thành phố Seoul gia hạn thêm. Bất mãn với quyết định đó, ông Cheong đã dựng lên một cuộc biểu tình mannequin để phản đối. Cảnh tượng này gây ám ảnh cho những người dân xung quanh và cả học sinh của trường trung học gần đó. Tuy nhiên, chính quyền không thể yêu cầu ông Cheong gỡ xuống vì những con mannequin được treo trên đất của ông. Ông Cheong chỉ bị phạt 50.000 won, gần 1 triệu đồng, với lý do vứt bừa bãi những cơ sở vật chất gây phản cảm. Sở hữu vẻ đẹp hùng vĩ và là biểu tượng cho kỹ thuật xây dựng đường sắt phức tạp tinh vi của Ấn Độ, nên dù chưa hoàn thiện, nhưng cây cầu đường sắt với chiều cao 359m đang được xây dựng tại địa phận các làng Bakai và Kauri, quận Resi, thuộc khu vực lãnh thổ liên bang Jammu và Kashmir của Ấn Độ, cũng đã thu hút sự chú ý và chia sẻ rộng rãi của cư dân mạng xã hội sở tại. Cầu có tổng chiều dài 1.315m với 17 nhịp cầu và là một phần trong dự án đường sắt tham vọng kết nối hệ thống đường sắt tại Ấn Độ với thung lũng Kashmir. Bộ Đường sắt Ấn Độ cũng chia sẻ những bức ảnh chụp cây cầu nổi bật trên làn mây trắng giữa khung cảnh núi rừng hùng vĩ. Theo thiết kế kỹ thuật, cây cầu có khả năng chịu sức gió lên tới 266 km/h, cũng như được áp dụng các kỹ thuật xây dựng nhằm chống chịu nguy cơ tấn công khủng bố và động đất lên tới 8 độ Richter. Sở hữu vẻ đẹp hùng vĩ và là biểu tượng cho kỹ thuật xây dựng đường sắt phức tạp tinh vi của Ấn Độ, nên dù chưa hoàn thiện, nhưng cây cầu cũng thu hút sự chú ý và chia sẻ rộng rãi của cư dân mạng xã hội sở tại. Các nhà nghiên cứu Mỹ sáng chế loại cá lai sinh học dùng tế bào tim người để mô phỏng hoạt động vật lý của quả tim đang bơm máu, nhờ đó có thể tự bơi. Cá nhân tạo từ tế bào tim người có thể tự bơi trong hơn 100 ngày. Theo Science Times, các nhà nghiên cứu đã tạo ra loại cá ngựa vàng lai sinh học bằng cách sử dụng nhựa, giấy gelatin và hai dải cơ tim sống. Nhóm nghiên cứu đã biến 73.000 tế bào gốc thành tế bào cơ tim, phủ chúng lên một cấu trúc có hình dạng giống cá ngựa vàng, với hai lớp tế bào cơ ở mỗi bên vây đuôi. Các cơ ở mỗi bên chứa protein võng mạc nhạy cảm với những màu ánh sáng khác nhau. Bằng cách thay đổi màu ánh sáng, nhóm nghiên cứu khiến cho các tế bào đập không đồng bộ. Khi một bên co lại, bên kia sẽ giãn ra và ngược lại, làm cho vây đuôi chuyển động theo động tác bơi. Chu kỳ này làm cho vây đuôi di chuyển tới lui và tự đẩy cá về phía trước. Nhóm nghiên cứu cũng chứng minh được các tế bào có thể duy trì chuyển động 108 ngày khi bơi trong dung dịch muối giàu glucose. Các nhà nghiên cứu cho biết những phát hiện này sẽ tạo nền tảng cho việc chế tạo tim nhân tạo. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin lần sau. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.